Cô thân chào các em học sinh trường Chu Văn An thân mến. Ở tiết trước, cô trò mình đã được làm quen về cách đo thối lượng, đo chiều dài. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đo thời gian. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu trong 2 tiết. Nội dung của bài 6 thì gồm có 2 phần. Thứ nhất là đơn vị và dụng cụ đo thời gian. Thứ hai là phần thực hành đo thời gian. Về đơn vị và dụng cụ đo thời gian. Bây giờ các em hãy kể tên các đơn vị đo thời gian mà các em biết nè. Chúng ta gồm có gì các em? Giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm, thế kỷ, thập kỷ, vân vân. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về đơn vị đo thời gian. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là giây, ký hiệu là S, second. Các ước số và bội số của đơn vị giây ta thường gặp là giờ, ký hiệu là H, foot, ký hiệu là min, ngày, tháng, tuần, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ quy đổi đơn vị thời gian. Thì các em biết là 1 phút sẽ bằng 60 giây, 1 giờ bằng 60 phút và 1 ngày sẽ bằng bao nhiêu giờ? 24 giờ. Như vậy bây giờ cô muốn từ giờ cô đổi sang giây thì mình sẽ làm như thế nào? Đầu tiên ta đổi ra phút trước, rồi sau đó cô mới đổi ra giây. Các em lấy là 1 giờ chúng ta có bao nhiêu phút? Có 60 phút đúng không nào? Thì chúng ta nhân 60. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nhân cho 60 để ra giây. Như vậy từ 1 giờ sang giây thì mình nhân cho 3600. Ghi bài phần này cho cô. Đơn vị đo thời gian. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta hiện nay là giây, second, ký hiệu là S. Giờ cô trò mình sẽ cùng nhau làm bài tập. Các em sẽ đổi giùm cô những cái đơn vị sau đây. 15 phút bằng bao nhiêu giờ? 22 phút bằng bao nhiêu giây? 2 giờ 3 phút bằng bao nhiêu phút? Bằng bao nhiêu giây? 1080 giây bằng bao nhiêu phút? Bằng bao nhiêu giờ? 2,5 ngày sẽ bằng bao nhiêu giờ? Bằng bao nhiêu phút? Bằng bao nhiêu giây? Các em lưu ý cho cô, để làm được bài này thì các em phải nhớ là một ngày chúng ta có bao nhiêu giờ, một giờ có bao nhiêu phút và một phút có bao nhiêu giây thì các em sẽ làm được. Chờ mình sẽ ra đáp án nha. 15 phút sẽ bằng 0,25 giờ bằng 1/4 giờ. Tại sao cô biết được là 0,25 giờ các em? Chúng ta biết là 1 giờ có 60 phút. Vậy 15 phút thì chúng ta sẽ lấy ra đây. Chúng ta lấy 15 chia cho 60 bằng 0,25 giờ sẽ bằng 1/4 giờ. 22 phút bằng 1320 giây. Chúng ta lấy 20 nhân cho 60. 1080 giây sẽ bằng 30 phút bằng 0,5 giờ. Tại sao cô biết nè? 1 phút thì có 60 giây đúng không? Thì các em sẽ lấy là 1080 chia cho 60. Rồi chúng ta có phút rồi thì chúng ta sẽ tính ra giờ. Thì 1 giờ mình có 30 phút. Thì mình cũng lấy phút. 30 phút chia cho 60 sẽ là 1/2 giờ, tức là 0,5 giờ. 2 giờ 3 phút bằng 123 phút. Tại sao cô đổi ra được? Thì cô lấy là 2 nhân 60 là 120 đúng không? Xong rồi cô cộng 3 là 123 phút. Và từ phút này cô tính ra giây bằng cách là cô nhân cho 60 sẽ là 7380 giây. 2,5 ngày sẽ bằng bao nhiêu giờ? Chúng ta biết là một ngày có bao nhiêu giờ các em? 24 giờ. Như vậy cô lấy 22,5 này cô nhân cho 24 thì chúng ta sẽ ra là 60. Và có giờ rồi thì chúng ta tính ra phút dễ dàng không? Đúng rồi. Các con sẽ nhân cho cô 60 thì chúng ta sẽ có 3600 phút. Và từ phút này chúng ta tính ra giây bằng cách là chúng ta cũng nhân cho 60 ra 216.000 giây.
ta cùng xem tập này vô ha, để mình ghi đúng. Bạn nào sai thì các con sửa lại. Các em nhớ là khi mình ghi thì các em nhớ là cái đơn vị nha chưa. Mình ghi chính xác cái đơn vị, người ta hỏi cái gì thì mình trả lời đúng đơn vị đó. Bây giờ người ta sẽ giới thiệu cho mình một số cái loại đồng hồ để tính giờ nè các bạn. Hình 6.2 ha, các bạn quan sát cho cô. Hình A là đồng hồ đeo tay, hình B là đồng hồ treo tường, C là đồng hồ để bàn, D là đồng hồ điện tử và E là đồng hồ bấm dây. Lưu ý cho cô, ở đây đồng hồ bấm dây này người ta vẫn sử dụng kim nha các bạn. Ngoài những cái loại đồng hồ kể trên nè, em hãy kể tên một số loại đồng hồ em biết và nêu ưu thế của từng loại. Ngoài 5 cái loại đồng hồ ở hình 6.2 thì chúng ta còn có những cái loại đồng hồ nào? Rồi, đây là đồng hồ gì các em? Đồng hồ cát. Ưu điểm của đồng hồ cát là giới hạn đo nhỏ đúng không các em? Và tính giờ được trong một khoảng thời gian ngắn nhất định, dùng để làm quà tặng hoặc trang trí cho bạn học của mình nè, trang trí nhà cửa. Cái đồng hồ thứ hai mà chúng ta thấy là ở trong nhà thường được treo lên, đó là đồng hồ quả lắc. Thì ưu điểm của đồng hồ quả lắc này là nó rất là đẹp, và hiện nay trên thị trường của mình có rất là nhiều loại đồng hồ quả lắc người ta dùng để trang trí nhà cửa. Giờ chúng ta sang phần 2 nhỏ, thực hành đo thời gian. Thì thực hành đo thời gian này chúng ta sẽ gồm có 3 vấn đề cần quan tâm: ước lượng thời gian và lựa chọn đồng hồ, sử dụng đồng hồ đúng cách, đo thời gian bằng đồng hồ. Rồi chúng ta sẽ ước lượng thời gian và lựa chọn đồng hồ. Để xác định thời gian vận động viên chạy 800m, ta nên dùng loại đồng hồ nào? Vì sao? Đây là chính là câu hỏi 3 ở trên 28. Thì các em theo nghĩ các em xem là chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ nào nè các em? À, chúng ta phải dùng đồng hồ bấm dây đúng không? Để đo thời gian. Vì khoảng thời gian các động viên chạy 800m chỉ trong vòng 2 đến 3 phút, phù hợp với chức năng của loại đồng hồ này là được dùng để tính thời gian ở những đơn vị nhỏ hơn giây, giúp đo được thành tích. Sang câu số 4. Hãy ước lượng thời gian đi từ cuối lớp học tới bục giảng và lựa chọn đồng hồ phù hợp để đo khoảng thời gian đó. Như vậy các em sẽ dùng đồng hồ nào nếu như các em đi từ cuối lớp đến bục giảng? Chúng ta cũng nên lựa chọn đồng hồ bấm dây hoặc đồng hồ điện tử. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ như thế nào? Bây giờ chúng em hãy quan sát hình 6.2. Đây là câu hỏi số 5 nha các em. Cho biết cách hiệu chỉnh đồng hồ ở hình nào thì thuận tiện hơn khi thực hiện phép đo thời gian. Như vậy các em sẽ lựa chọn đáp án là hình A hay hình B? Chúng ta sẽ lựa chọn đáp án là hình A. Giờ ở hình 6.3, em hãy cho biết cách đặt mắt để đọc số chỉ của đồng hồ như thế nào là đúng. Thì ở hình A là đặt vuông góc, ở hình B là mắt chúng ta nhìn xéo xéo. Theo các em mình sẽ lựa chọn hình A hay hình B? À, như vậy là chúng ta sẽ chọn hình A. Qua các đại lượng, đo khối lượng, đo độ dài, thì khi mà đọc kết quả bao giờ chúng ta cũng phải mắt như thế nào các em? Đặt vuông góc, các em nhớ điều này cho cô nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc kết quả nha. Cô có hai cái đồng hồ ở hình 6.4. Các em sẽ đọc kết quả như thế nào? Và chúng ta biết là độ chi nhỏ nhất của đồng hồ này là 1 giây. Ở hình 6.4A, các em thấy là cái kim đồng hồ chỉ về số mấy? Số 5. Như vậy, kết quả của hình A sẽ là 5 giây. Rồi bây giờ hình B thì các em thấy là cây kim có chỉ đúng vị trí số 5 không? À, không đúng vị trí số 5. Nhưng nó đã qua vạch số mấy? Số 4 rồi đúng không các em? Và nó gần gần với số 5. Nhưng vì độ chi nhỏ nhất của đồng hồ này là 1 giây, cho nên mình vẫn đọc kết quả là 5 giây.
Bây giờ chúng ta sẽ sang phần cái đo thời gian của các em. Thì thay vì cái bài này chúng ta làm tại lớp, nhưng mà vì đang dịch bệnh cho nên là chúng ta học online ở nhà, thì các em sẽ nhờ ba mẹ mình đi và các em đo thời gian của ba mẹ từ nhà đến phòng bếp. Các em hãy ước lượng cho cô cái thời gian mà ba mẹ em đi từ cửa nhà cho đến bếp là bao lâu. Và sau đó mình sẽ chọn cái dụng cụ đo thích hợp. Các con sẽ dùng đồng hồ điện tử hoặc là đồng hồ bấm giây. Rồi sau đó mình sẽ đo lần 1, lần 2, lần 3. Sau đó các con sẽ tính ra giá trị trung bình của 3 lần đo. Và cái bài này các em phải về nhà làm cho cô nhé. Đo một thời gian của một hoạt động nào đó, ta cần thực hiện các bước sau. Bước 1, ước lượng khoảng thời gian cần đo. Bước 2, chọn đồng hồ phù hợp. Bước 3, hiệu chỉnh đồng hồ đúng cấp trước khi đo. Bước 4, thực hiện đo thời gian bằng đồng hồ. Và bước 5, đọc và ghi kết quả mỗi lần đo. Như vậy các em nhớ và các em ghi phần này vào trong tập. Chờ mình cùng nhau làm bài tập nha. Để đo thời gian của vận động viên chạy 100m, loại đồng hồ thích hợp nhất là A. đồng hồ để bàn, B. đồng hồ bấm giây, C. đồng hồ treo tường, D. đồng hồ cát. Các em sẽ chọn đáp án là câu gì? Câu B, đồng hồ bấm giây. Câu 2, khi đo thời gian chạy 100m của bạn Nguyên trong giờ thể dục, em sẽ đo khoảng thời gian A. từ lúc bạn Nguyên lấy đà chạy tới lúc về đích, B. từ lúc có lệnh xuất phát tới lúc về đích, C. bạn Nguyên chạy 50m rồi nhân đôi, D. bạn Nguyên chạy 200m rồi chia đôi. Đáp án của mình là câu B, từ lúc có lệnh xuất phát tới lúc về đích. Câu 3, em hãy chọn loại đồng hồ phù hợp với thời gian các hoạt động sau. A. một tiết học, B. chạy 100m, C. đi từ nhà đến trường. Và chúng ta có 3 loại đồng hồ nè: đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồng hồ bấm giây. Như vậy khi đi từ nhà đến trường thì các con sẽ đeo đồng hồ gì? Đeo tay ha. Rồi bây giờ một tiết học của mình thì các con sẽ chọn loại đồng hồ gì? Treo tường. Cho nên thường thường ở mỗi lớp học chúng ta có một cái đồng hồ treo tường ở cuối lớp. Bây giờ chúng ta chạy 100m thì các con sẽ sử dụng đồng hồ nào? Đồng hồ bấm giây. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Các em nhớ về nhà học bài, xem trước bài 6 đo thời gian nha. Và cô chúc các em học tốt. Thân ái chào các em.